Rồi các chị ơi, chấm bài tương tác giùm cho em Ngọc nha. Chấm bài tương tác mạnh tay lên giúp em cả nhà yêu ơi. Chấm bài tương tác giúp cho em nha. Đẩy phiêu lên tiếp tục. Em lên cho các chị một cái em đồng tiếp theo mọi người. Đẩy phiêu lên, em Ngọc lên cho các chị một cái phone đồng tiếp theo nha cả nhà ơi. Bây giờ các chị cố gắng là đẩy phiêu giùm em ha. Tăng cao cao lên tí nè. Comment giùm em là số 2 nha các chị. Comment giùm em Ngọc số 2 đang bị gọi là mất cái tương tác của cái điện thoại của mình. Em tức ghê. Bữa giờ bị ẩn tương tác đó các chị. Các chị xem live khác các chị có thấy bị ẩn tương tác không? Bị ẩn tương tác nghiêm trọng trên máy chủ luôn mọi người. Ẩn tương tác gọi là giả mang luôn á cả nhà. Rồi bây giờ comment giùm em số 2 nha. Chị nào comment số 2 rồi cho em một cái lượt thích thả lên đi cả nhà ơi. Chị nào comment số 2 rồi các chị comment cho em thêm một cái lượt thích thả lên nha. Mình nhấn vào một cái nút thích giùm cho em Ngọc với các chị ơi. Tại vì đang là em bị hết pin cái điện thoại. Hồi sáng là hồi tối em quên sạc pin các chị, mà hồi sáng đi vội quá. Bây giờ em không có đọc được cái comment cho của các chị rồi. Còn mấy chủ thì đang bị gọi là bị ẩn tương tác đến 99% nha. Mấy chủ đang bị ẩn tương tác 99% luôn. Em không thấy bất kỳ comment nào ngoài dấu like và dấu thích của các chị thôi, ngoài lượt thả tim của các chị thôi. Chị nào comment giùm em số 2 rồi các chị ơi, mình vui lòng giùm em Ngọc thôi. Mình giúp em nha. Mình thả giùm em một cái dấu thích hoặc là một trái tim á, để em thấy tín hiệu của mình, để em lên mặt các chị. Bây giờ là em gọi là đứng giữa gọi là sự trông trên các chị. Không thấy comment của mấy chủ, còn mấy của mình thì lại bị ẩn comment rồi bị hot pin nữa. Nên là bây giờ cũng khó cho em vậy. Nên là các chị thả tim thả like cho em thật là nhiều nha. Chị nào comment giùm em số 2 rồi, bây giờ thì thả tim thả like, em lên mặt sản phẩm tiếp theo lên chương trình cho các chị. Vẫn giảm giá, em giảm giá cho các chị luôn. Giảm giá sâu mà sản phẩm này cho các chị luôn ha. Mã sản phẩm này em vẫn giảm cho các chị y chang chương trình hồi nãy cho các chị luôn, để cho các chị gọi là có động lực xem like hơn dành cho mã sản phẩm này. Ok cho các chị ơi. Rồi bây giờ thì em Ngọc lên cho các chị mã sản phẩm này luôn. Đó mọi người, em lên cho các chị tiếp tục sẽ là một cái form body nha. Cái form này sẽ là form hoa body lên dáng và các chị rất là sang. Màu này thật sự rất là trẻ nha mọi người. Các chị thấy nè, cái màu này rất là trẻ và rất là lạ giùm cho em. Màu cực kỳ trẻ nha, em đảm bảo với các chị luôn. Mã sản phẩm này các chị lên dáng ít nhất thì cũng phải là trẻ 3 tuổi cho mã sản phẩm này. Cái màu cực kỳ trẻ các chị. Cái này em phải khen về cái độ trẻ trung của mã sản phẩm này nha. Các chị mang đúng cái lứa tuổi của mình, nhưng mà lên form nó bực, gọi là cái bực sáng cái gương mặt của mình luôn á. Cái form này các chị nhìn nè, em Ngọc mang các chị thấy không, nó sáng trưng cái gương mặt của em luôn các chị ơi. Mã sản phẩm này em nói các chị mang điều đầu tiên mà em cảm nhận của các em đồng này thôi, đó chính là hắc tuổi. Mã sản phẩm này chính là hắc tuổi nha các chị. Các chị nhìn cái form nè, trời ơi các chị đẹp không cả nhà ơi. Váy hoa mà em làm cho các chị form body, váy hoa mà lên form body em bật mí cho các chị. Mã sản phẩm này em hết size 2X tại cửa hàng, ba cửa hàng, ba chi nhánh chính của bên em là hết size 2X. Là các chị biết mà sản phẩm này tầm body mà mỗi lần mà nhà em lên form lúc nào cũng vậy các chị, điều đầu tiên là hết size 2X. Các chị em không nghĩ nha mọi người, em luôn thắc mắc một câu như vậy nè cả nhà, tại sao mà cứ là váy body lên lại hết size 2X trước. Các chị nhiều khi nha, em lên váy xòe cho các chị em còn size 2X cho các chị lựa chọn nha. Chứ mà auto trừ khi là em lên cho các chị gọi là bộ sưu tập mới vừa mới nóng hổi vừa lên like đầu tiên thôi, em còn cho các chị size 2X. Chứ lên 1-2 like là bắt đầu mất tiêu size 2X luôn cho các chị. Là các chị chốt tại cửa hàng mà cháy hàng như vậy luôn á. Em luôn thắc mắc, cái em mới nói rằng là trời ơi, vậy là cái sự thành công của cái váy mà kiểu là váy form body là tuyệt vời bên em luôn. Lúc nào em cũng khoe vậy, có một câu mà em khoe hoài luôn cho các chị là em rất là tự tin về cái form body bên váy Amy bên em. Thiệt sự, mã sản phẩm này là em hết size 2X tại 3 chi nhánh cửa hàng. Em bán cho các chị là mọi phương tiện, gọi là mọi mặt trận size 2X hết trơn luôn. Kho tổng bây giờ em chỉ còn S, còn M, còn L với L các chị. 40kg đến 66kg chốt đơn cho em. Các chị, điều đầu tiên của mặt sản phẩm này lên mặt lên là trẻ nha. Trẻ giùm em, cực kỳ trẻ trung, ăn gian của cho mình, đỉnh cao mặt sản phẩm này. Các chị nhìn nè, phơm giá thiết kế nhà em may cho mọi người nè các chị. Cái phơm đẹp không? Chất này em làm cho mình là sẽ là van hàng nha. 6 năm 3 năm Ngọc đang mang là chất liệu van hàng các chị. Màu xanh dương pastel, em phối cho các chị một cái gam màu rất là ngọt ngào, màu hồng hoa ở trên nền vải của chúng ta. Và cái phơm này phải nói điều đầu tiên em cảm nhận thôi, nó rất là trẻ nha cả nhà. Thực sự rất là trẻ giùm cho em luôn. Mình nhìn cái dáng hoa giùm cho em nè mọi người. Màu xanh pastel nha cả nhà, màu xanh dương pastel. Em làm cho các chị van hàng và có phối lớp
lót bên trong. Em lót toàn thân đầm mã sản phẩm này các chị, em hí gọi là hí hửng hết trơn cả nhà. Hí hửng là từ miền Tây của em nha. Là khi mà em lên phô với mã sản phẩm này á, thực sự nha mọi người, em đứng em soi gương trước em mới chạy ra cho các chị, cho các chị xem phô. Em cảm nhận cái đầm này thực sự nó rất là trẻ trung cho mọi người. Và em chắc chắn rằng là cái gam màu này các chị mang lên cho các chị nha mọi người. Các chị thấy là em bước vào cái khung hình cho mọi người, các chị thấy có bật da của mình không? Đó mọi người, sáng bựng khung hình luôn, cái màu phối rất là đẹp. 6 năm 3 năm hôm nay em lên chương trình lớn cho mọi người luôn. 468.000 em cộng hỗ trợ miễn phí ship cho mã sản phẩm này. Đang còn lẻ size, em chỉ còn từ 40kg đến 66kg thôi. Firm body mà các chị size 2X bên em hết là các chị phải gọi là các chị biết rằng là cái firm body bên em đẹp như thế nào. Firm body mà hết size 2X nha các chị, size 2X là 67 đến 72 cân. Đây là một cái size mà khó mang body nhất. Nhưng mà ngược lại body em lại hết size 2X đầu tiên. Các chị lúc nào em cũng thắc mắc như vậy là ba chi nhánh cửa hàng hết mã sản phẩm này size 2X. Không còn một cửa hàng nào có luôn, kho tổng em đang có chỉ có S, có M, có L, XL. Và size XL là size còn ít nhất. Size XL là còn ít nhất nha các chị ơi. Mã sản phẩm này nhân tiện bây giờ còn đầy đủ 4 size, các chị chốt đơn hàng liền. 40kg đến 66kg, hiện tại em không cầm điện thoại em chốt đơn được cho các chị. Nên mọi người ơi, bây giờ chị nào lên đơn hàng trước em chốt trước, hệ thống bắt đơn trước nha cả nhà. Bây giờ em không có đọc tên chốt nữa, tại vì điện thoại của em đã hết pin rồi. Nên là các chị thông cảm giùm em. Chị nào lên đơn hàng trước mã sản phẩm 6535 kèm số điện thoại. Hôm nay mã sản phẩm này thực ra là 494.000, 520 em giảm 494.000. Nhưng mà ngày hôm nay chị nào lên đơn mã sản phẩm này em giảm thêm 5% nữa. Còn với mức giá 468.000 em miễn phí ship 15 chị đầu tiên với mức giá 468.000 giùm em nha. Qua 15 chị lên giùm em 494.000 nha cả nhà. Hỗ trợ giùm em phần đó, chị nào lên đơn hàng trước em chốt trước cho mọi người hệ thống bắt đơn nha. Hiện tại điện thoại của em hết pin rồi nên là em sorry các chị rất là nhiều. Em không cầm điện thoại chốt đơn được nên là cũng mong các chị thông cảm giùm cho em Ngọc. Lần sau em sẽ cố gắng chuẩn bị dây sạc để có thể là tương tác với các chị khách hàng của mình một cách tốt nhất có thể nha. Còn bây giờ các chị lên đơn cùng em 6535 kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Máy chủ em đang like là em không thấy tương tác là do bị ẩn tương tác đến 99%, không thấy cái comment của mình trừ thấy cái comment của em thôi, thấy cái comment của bé em ơi thôi các chị, còn ra ngoài ra là cái comment của các chị em không thấy. Nên là các chị tranh thủ chốt đơn giùm em 6535 15 chiếc giùm em Ngọc các chị. Đẹp các chị ha, rồi em xoay phone cho các chị để thấy độ đẹp của mặt sản phẩm này. Đẹp lắm, cái phone này nó trẻ mọi người ơi, cái phone này cực kỳ trẻ nha cả nhà. Các chị bây giờ thực sự các chị phải công nhận với em rằng là cái phone này nó trẻ nha cả nhà. Các chị cảm nhận mà sản phẩm như thế nào, đừng comment cho các chị khác vào, các chị comment giùm cho em biết với mọi người. Các chị thấy cái mã sản phẩm này em lên cho các chị nè, cái cổ của cái thiết kế này các chị ơi, cái phần cổ á em làm cho các chị, cổ này làm nó hơi tròn basic một xíu, nhưng mà các chị thấy là em cúi người xuống luôn nha, và là cố tình cúi người xuống luôn, cũng không có bị hở phơn. Và cái phơn đẹp nhất đó là cái nào các chị biết không, đó chính là cái phần eo của bên em á. Đây các chị thấy cái dáng eo này đẹp không cả nhà, cái dáng eo phải nói là em làm cho các chị cái đai eo này. Mọi người thấy cái dáng đẹp không, cúc cho các chị hai bên này. Cúc này nhà em làm cho các chị một cái cúc kim loại. Cúc kim loại này không bị bong tróc nha, không bị bong tróc cho các chị luôn. Cúc kim loại này em làm cúc kim loại ánh vàng hoa hồng cho các chị nữa, cực kỳ đẹp. Đây, nhìn giùm em cái cúc này của chúng ta nha. Phơm này các chị thấy cái hoa của mình sắc nét không cả nhà. Cái hoa này đẹp lắm, các chị nhận hàng về đi. Mê chữ E kéo dài đúng không mọi người? Nhìn cái họa tiết hoa nhà em làm cho các chị nè. Con hàng cao cấp, bên trong có phối lót là lót toàn thân đầm, em lót đồng màu với sản phẩm luôn. Đằng sau có khóa cái chiếu ẩn phơm cực kỳ sang. Cái phơm này thực sự em rất là thích nha. Cái gì trẻ là em thích các chị, mang lên cực kỳ trẻ trung cho các chị luôn. Ưng ý chút đơn hàng liền. Phơm dáng của mình là em làm cho các chị body, kiểu là body asun. Em không làm mà ôm sát như vậy. Đó, ôm sát như vậy đi đứng khó chịu lắm. Các chị thấy này giống nàng tiên cá không? Đó, mọi người nó hơi bị chằn một xíu. Còn em thả phơm ra các chị từng bước đi nè. Các chị di chuyển đứng lên ngồi xuống cho bạn sản phẩm này cũng hợp lý cho em. Rồi các chị nhìn em Ngọc ngồi có bị cấm phơm không nha. Tại vì body thường xuyên á là ngồi nó sẽ bị cấm. Nên là em phải cố tình là ngồi cho các chị xem là cái phơm của mình có bị cấm không. Nó vừa ngang gối của em luôn. Các chị thấy là cái phơm đồng quá xuất sắc cả nhà. Rất là trẻ nha. Cái phơm này em nói rất là trẻ. Tại sao nhà em lại chọn cây vải này lên cho các chị một cái thiết kế này. Cũng là phải nói là lên cho các chị một cái phơm trẻ trung hơn. Bình thường chúng ta đã có những cái mã sản phẩm kiểu như là cái màu tối tối rồi. Hôm nay là nhà em phải nói là cố tình lên cho các chị một cái gam màu này. 6535 kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment với mức giá các chị 468.000 em cộng hỗ trợ miễn phí ship chỉ còn 4 size thôi.
size S, size M, size L, size L. Em chốt độc quyền với 468 tiền lời duy nhất tại live thôi nha. Là dành cho khách hàng thường, khách hàng VIP các chị. Khách hàng VIP giá còn thấp hơn nữa. Chuyển khoản trước em giảm cho các chị thêm 5% nữa, là các chị tiết kiệm thêm được nhiêu nữa các chị? Tiết kiệm thêm được 28.000, gần 30.000 nữa. 28.000, 29.000 là gần 30.000. Cho em tính là 30 nha các chị, giá cho em tính 30 cho nó chẳng. Đó là các chị chuyển khoản trước và mình tiết kiệm được 30.000 đi. Đó mọi người, em miễn phí ship cho các chị, tiết kiệm được 20.000 ở thành phố Hồ Chí Minh. Tỉnh tầm 40.000 nữa thì tính ra mà sản phẩm này các chị mua càng lời. Hôm nay là độc quyền duy nhất tại live thôi. Phân giám cổ nhà em nè, phân tay nè các chị. Phân tay nhà em làm cho các chị vẫn chiếc ly trên cầu vai nha. Nhưng mà em làm cho các chị nè, nó phòng ở bên dưới, nó chiếc ly ở trên, chiếc ly ở dưới, tạo độ phòng chính giữa. Em không làm chiếc mà kiểu là phòng ở ngay đây đâu mọi người. Ngay đây thì bình thường các chị có nhiều rồi. Có nhiều rồi các chị. Còn cái phơm này nó lạ hơn tí dùm cho em. Họa tiết pha đẹp quá trời đẹp. Em thích nhất là cái dáng tay eo và các chị nhìn cái dáng này. Trẻ không cả nhà? Trẻ trung cực kỳ luôn mọi người ơi. 6 năm 3 năm. Trẻ nhưng mà trẻ không phải là cái kiểu mà hot girl mang trẻ nha các chị. Trời ơi mọi người, trẻ không phải là kiểu hot girl mang trẻ đâu. Kiểu trẻ là trẻ trung của các chị, trong là nó năng lượng hơn. Nó kiểu như là nó trẻ trung hơn. Nó thoải mái hơn chứ không phải là cái kiểu là tươi mới hơn á các chị. Chứ không phải là tự nhiên em lên cho các chị một cái em đầm. Ví dụ như mình 50 tuổi mình mang một cái em váy 30 tuổi thì nó mới trẻ, là không phải nha cả nhà. Lên cho các chị một cái phân váy như thế nào mà ví dụ như là các chị 50 tuổi đó, lên cho các chị gọi là bật cái nét đẹp các chị lên. Thứ nhất là tôn da, sáng da cho mọi người, nhìn mình năng lượng hơn là đã trẻ hơn rồi. Chứ không phải là trẻ theo cái kiểu mà hot girl chúng ta mặc bằng body mà hay dây thì 60 tuổi, 50 tuổi mặc như vậy mới trẻ nha các chị, không có nha mọi người. Cái phơm váy á, em nghĩ rằng là treo khuyết điểm cho mình. Mình mặc mình lên mình tự tin. Cái thứ nhất nè, treo khuyết điểm tôn ưu điểm nè. Màu sắc nó sẽ kiểu như là nó tươi mới hơn xíu nè, sẽ làm mình trẻ các chị. Chứ không phải là mặc gọi là mặc cái độ tuổi trẻ thì nó sẽ trẻ cho mọi người. Nhiều chị á cũng kiểu như các chị, kiểu em thấy có nhiều chị hỏi là ví dụ chị muốn trẻ xíu chắc là mặc đồ giống các em chắc là trẻ. Không có nha các chị ơi. Lên phơm cho mình những cái mã sản phẩm màu sắc tươi mới hơn xíu, làm da mình bật da một xíu, che được khuyết điểm cho mình. Và cái màu sắc nó tươi tươi, phối vỏ tiết khoai như thế này là làm cho mình trẻ hơn. Đó, nên là các chị cứ là yên tâm lựa chọn những mặt sản phẩm này. Nó không có bị kén tuổi nha các chị. Nhiều chị, nhà em may cho các chị là tầm tuổi trung mà. Cái chị em mang lên, các chị nói là mặt sản phẩm này trẻ quá em ơi. Trẻ quá em ơi, thì là gọi là mục đích của nhà em làm cho đúng các chị rồi là trẻ mà mọi người. Đó, nên là làm cái chị mình mang lên mình sẽ trẻ trung hơn rất là nhiều luôn. Cái màu này trắng da nha mọi người nhá. Màu này trắng da, em bước ra màn hình rồi bước vô lại cho các chị xem nè. Đó mọi người, màu này trắng da dùm em nha. Tiến vào lại màn hình cho các chị thấy cái da của em. Đó, nhìn cái da không thôi nha. Các chị thấy da em có trắng không? Không trắng các chị, da em đen thui à. Mọi người thấy cái da em không? Nó đen thui à, mà mọi người bước vào khung hình. Đó, các chị thấy không? Nó nâng tông da của mình rất là tốt. 6 năm, 3 năm kẹp xuyến thải dùm em nha. Mỗi size chốt tầm 2 chiếc cho các chị thôi. S, M, L, và L 40kg đến 66kg. 6 năm, 3 năm, 520 chỉ còn 468.000 độc quyền tại live. Chốt chuyển khoản trước em giảm cho các chị thêm 5% nữa. Rồi các chị, có chị nào mới vô mình thả dùm em một lượt like, một lượt tim đi mọi người ơi. Có chị nào mới vô thả giùm em một cái lượt like, lượt tim. Chị nào lên đơn hàng này rồi, các chị lên cho em một trái tim hay một cái nút ha ha gì đi các chị. Lên giùm em một cái nút ha ha đi cả nhà để em thấy cái comment của các chị nha. Các chị cho em, chị nào mới vô thì cho em một lượt thích. Chị nào mà còn ở like cho em một cái trái tim. Còn chị nào lên đơn mà sản phẩm này, các chị cho em một cái nút ha ha hoặc là một cái trái tim lên đi cả nhà, đẹp các chị. Mã sản phẩm này thật ra nha, em muốn rằng là lâu lâu các chị hãy gọi là có một cái màu tươi mới hơn đi. Em biết rằng tủ đồ nhà mình các chị, nhà em thì thường lên cho các chị đó chính là màu xanh và kiểu là xanh lá cây á. Em biết rằng là xanh lá cây các chị gọi là màu chủ đạo bên em luôn. Nhưng mà lâu lâu thực sự là đồ ngủ thiết kế nhà em phải cố tình lên những cái gam màu này cho các chị nha. Các chị nếu có thời gian ghé cửa hàng giùm em mình thử những cái phân dáng này. Nhưng mà em Ngọc phải nhấn mạnh lại thật sự nha. Em phải nhấn mạnh lại thật sự với các chị rằng hôm nay là em Ngọc lên cho các chị chương trình hình đặt độc quyền cho ngày chủ nhật này thôi nha mọi người. Em giảm 10% cho mã sản phẩm này đối với khách hàng thường. Khách hàng VIP là em giảm 15%, thì các chị tính giùm em coi 520 giảm 15% thì các chị còn có 400 mấy mã sản phẩm này à. Không tới 450, không tới 440 nữa. Mã sản phẩm này các chị sẽ khoảng tầm là 440 á. Khoảng tầm là 440 cho khách hàng VIP á. Khách hàng thường thì chỉ có 468.000 thôi. Em có S, có M, có L, với L 40kg đến 66kg chốt đơn. Ngày mai nhân viên nhà em gọi điện và tư vấn size cho các chị luôn mọi người. Mã sản phẩm này các chị firm body mà em hết size 2XL. Quá tuyệt vời, quá xuất sắc luôn mọi người.
Thiệt sự, hết 2XL là các chị biết là form đầm nhà em may body quá đẳng cấp. Em nói thật quá đẳng cấp các chị. Thật sự nha, em phải gọi là đẳng cấp đến mức như thế nào các chị. Chút tại ta cửa hàng mà hết size 2X. Còn có SML với L form body 67kg đến 72kg mà chút sạch size XL cho form body, 2XL cho form body. Là em cảm thấy là nhà mình may cho các chị form body là quá đẳng cấp. Em nói thật, quá đẳng cấp các chị, nhìn giùm em nè. Các chị bình thường nha, các chị 72kg là phải có bụng. Có bụng giùm em là cái thứ nhất, có bụng nha, không thể nào không có bụng được. Trừ là những chị nào tập gym và các chị kiểu như là các chị gọi là các chị có một cái gọi là cái bản xương mình to xíu á. Nên là cái cân nặng của mình nó nặng ký. Mà cái phần thịt mỡ nó không có thì em còn chấp nhận. Còn chị thường nha là đa số 72kg các chị là các chị có khuyết điểm phần bụng dưới giùm em. Đó mọi người. Và các chị chốt sạch mà sản phẩm này 2XL. Tại em nói là đồng của em quá đẳng cấp mọi người. Cái màu này em ngọc công nhận trẻ nha. Em công nhận trẻ các chị, ưng ý chốt đơn hàng liền cho em. Rồi các chị, mã sản phẩm này em đứng tầm đúng 2 phút nữa thôi nha mọi người ơi. Đúng 2 phút cuối cùng thôi. Chị đồng ý chốt đơn hàng liền. Mua 2 sản phẩm hôm nay em giảm cho các chị. Khách thường này nghe em tư vấn lại kiện cái không mọi người ơi. Khách thường mua 2 sản phẩm giúp chị Ngọc em giảm cho các chị 15%. Mua 3 sản phẩm em giảm 17%, chuyển khoản trước giảm cho các chị thêm 5% nữa. Khách hàng VIP mua 1 sản phẩm em giảm 15%, mua 2 sản phẩm em Ngọc giảm 20% và mua 3 sản phẩm em Ngọc giảm 25%, chuyển khoản trước em giảm thêm 5% nữa. Các chị và độc quyền duy nhất tại live này thôi nha. Độc quyền duy nhất tại live. Rồi các chị ơi, mỗi size một chiếc cuối cùng nữa, 6535 gạch ngang gạch xuyên thoại giùm em. 6535 gạch ngang gạch xuyên thoại. Chị nào lên đơn mặt sản phẩm này rồi các chị để lại giùm em cái trái tim với cả nhà ơi, đã em biết được em chốt rồi mọi người ơi. Rồi chị nào lên đơn 6535 468.000 em cầu hỗ trợ miễn phí ship tiết kiệm 20-40.000 cho khách tỉnh và khách Hồ Chí Minh. Thì các chị mình cố gắng lên giùm em trái tim để em biết tín hiệu cho mặt sản phẩm này nha mọi người. Để lại giùm em trái tim đi cả nhà ơi. Có chị nào lên đơn mặt sản phẩm này để lại giùm em trái tim. Các chị mặt sản phẩm này trẻ trung lắm cả nhà. Lên phone các chị mua thử về đi, không thì có thời gian mình rủ bạn bè con cái của mình tại cửa hàng em. Một cái điều mà em cảm thấy rất là tự hào ở với em mi đó chính là với em mi lúc nào cũng vậy, tới cửa hàng là các chị đi gọi là rất là đông, không bao giờ là các chị đi một người hết. Hai người, bà của mình, mẹ của mình, con của mình, em của mình hoặc cháu của mình, thậm chí các chị dẫn theo chồng của mình nữa theo. Các chị nhìn vui và ấm cúng lắm cả nhà. Đó là một điều em thấy với em mi làm được các chị, kiểu kiểu như gia đình của mình cũng khác thích hơn rất là nhiều á. Em gọi là mỗi lần mà bước vào cửa hàng là em lên phòng live là em thấy các chị gọi là rất là đông, là bắt đầu ngồi trên ghế sofa đợi tư vấn rồi mang ra rồi khen cái bạn sản phẩm này đẹp đẹp chỗ nào, lấy sản phẩm. Và các chị biết sao mà các chị mua đông như vậy không? Tại vì mua càng nhiều bên em càng có nhiều ưu đãi nha. Mua càng nhiều bên em càng có nhiều ưu đãi chứ không gì hết. Đó là lý do tại sao mà các chị lại mua gọi là rủ bạn bè người thân nhiều đến như vậy á. Nên là mọi người cứ là ghé đến cửa hàng. Còn những cái mặt sản phẩm này em nói là chương trình, đây em giảm chương trình này là độc quyền duy nhất live ngày chủ nhật của em Ngọc ngày hôm nay thôi nha. Chứ là ngày mai không có chương trình này nha các chị. Em không có chương trình này dành cho những mặt sản phẩm này, thực sự là như vậy nha. Em giảm duy nhất ngày hôm nay cho ngày chủ nhật này thôi. Chị nào ưng ý chốt đơn giùm em 6535 kèm xuyên thoại. Các chị có thể là qua gian hàng của Shopee, các chị sợ giùm em là váy Emmy. Qua gian hàng của Shopee, các chị vào Shopee mình xem những sản phẩm tiếp theo giùm em và follow gian hàng để nhận được những cái thông báo ở trên đấy giùm em nha. Tại vì bên Shopee thì em cũng sẽ có những cái chương trình ưu đãi dành cho những cái ví dụ 6 tháng 6 nè. Ví dụ như là 7 tháng 7 nè. Đó, từng là những cái ngày đặc biệt á. Ví dụ như 30 tháng 4, 1 tháng 5 hay ngày quốc tế lao động, quốc tế thiếu nhi rồi các kiểu, là nhà em cũng sẽ có những chương trình. Thứ nhất là chương trình của gian hàng Shopee, và thứ hai là chương trình riêng của mình. Thì các chị cộng lại thì các chị cũng sẽ có những chương trình ưu đãi trên đó. Rồi các chị cố gắng là nhân những ngày 6 tháng 6, 7 tháng 7, 8 tháng 8 rồi các chị mình theo dõi Shopee bên em trước ha, để có những chương trình ưu đãi. Hoặc bây giờ các chị có thời gian ghé ba chi nhánh gần nhất của mình, 454 Lũy Văn Bích, Hòa Thành, Tân Phú dành cho em. Chi nhánh thứ 2, 837 Quang Trung, phường 12 Gò Vấp dùm em. Và chi nhánh thứ 3, 263 Lê Văn Việt, quận 9, thành phố Thủ Đức, để các chị có thể là trải nghiệm những sản phẩm bên em nha. Còn bây giờ thì em cảm ơn các chị rất là nhiều, dù là ngày chủ nhật là một cái ngày nghỉ của mình thôi, nhưng mà vẫn dành thời gian, thay vì dành thời gian cho gia đình và bạn bè người thân yêu của mình thì cũng dành một chút thời gian cho em Vy, và đặc biệt là đồng hành cùng với em Ngọc trong buổi chiều ngày hôm nay nha. Em cảm ơn tất cả các chị rất là nhiều. Hẹn gặp lại các chị trong khung giờ ngày mai 12 giờ nha các chị ha.